Vừa qua, anh Tê, tạm trú tại tổ 19, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, làm nghề chài lưới trên sông Hồng, đã bắt được một con trăng trắng quý hiếm. Khi mang về nhà đo được chiều dài là 1,2 mét, cân nặng 2,4 kg, toàn thân trăng mang một màu trắng toát bất thường, anh Tê cho biết, trong lúc chèo thuyền sát gần bờ cầu Kim Thành, khu vực cửa khẩu quốc tế phường Duyên Hải, dùng đèn pin soi phát hiện ra con trăng đang săn chuột và nhanh tay anh vồ được. Rất nhiều người đến xem trăng lạ đều nhận định trăng bị bạch tạng là do sự đột biến gen gây ra. Hiện tượng này rất hiếm gặp trong tự nhiên, có người còn gọi là bạch xà, nên đừng giết thịt mà phải thả về tự nhiên, không rất xui xẻo. Tuy nhiên câu trả lời chính xác phải đợi các nhà khoa học khẳng định.